Tiếp theo là những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 16 tháng 2, tức chiều mùng 5 Tết, cả nước có 40 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương 38 ca, Quảng Ninh 1 ca và Hà Nội 1 ca. Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các địa phương có dịch, chiều ngày 15 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ Y tế đã rất chủ động và quyết liệt trong vấn đề tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 của COVAX. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ hôm nay, tỉnh Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa có ca nhiễm bệnh COVID-19. 7 ngày Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng tại 9 chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái đã kiểm tra và làm thủ tục khai báo y tế hơn 82.060 lượt người. Trong đó, số người đi từ địa phương có ca dương tính với COVID-19 là 4.035 người. Hướng dẫn cách ly tại nhà 7 trường hợp và 3 người đưa đi cách ly tập trung. Mọi hoạt động qua lại của người dân luôn được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình. Ngày 16 tháng 2, thế giới có trên 109,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,41 triệu người đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với trên 28 triệu ca mắc. Tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ với trên 10,9 triệu người đã nhiễm bệnh, hơn 155.800 trường hợp tử vong.